Chiều ngày 26 tháng 12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16, khóa 10, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Dự hội nghị có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các sở ngành và lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương. Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu được giao, thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ khẩn cấp cho 2.830 đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.400 y bác sĩ tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Trong năm, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 49 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bức xúc về nhà ở với tổng số tiền 2,33 tỷ đồng. Tặng trên 50.500 phần quà cho công nhân, người lao động với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện có hiệu quả với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên công nhân lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về kết quả năm 2022, khó khăn vướng mắc, những kiến nghị đề xuất, những giải pháp thực hiện chỉ tiêu công tác trong năm tới và việc chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên công nhân lao động. Bà Hồ Thị Cẩm Đào ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được thời gian qua, qua đó định hướng một số nội dung về hoạt động của các cấp công đoàn trong thời gian tới. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công nhân, người lao động. Thứ hai là chú trọng củng cố xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đặc biệt là chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Rồi tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, đặc biệt là đại hội 11 của công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 23-28 và lập thành tích để chào mừng đại hội lần thứ 13 của công đoàn Việt Nam. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức gắn với chuyển đổi số trong hoạt động tổ chức công đoàn, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, phản ánh đề xuất với cấp ủy chính quyền và phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên về việc làm, nhà ở, tiền lương, thu nhập, điều kiện lao động, tổ chức tốt cái chương trình chợ Tết cho công đoàn, tạo điều kiện cao nhất cho người lao động được tham gia mua hàng giảm giá, hàng không đồng và tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan, chúng ta thực hiện vận động các cái doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để tăng thêm nguồn lực chăm lo để hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động nhân cái dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Sáng nay, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Năm 2022, tình hình an ninh trật tự trong nước và trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Trong năm, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 380 trên 469 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý 473 vụ với 2.472 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới nhiều hình thức, triệt phá 121 vụ với 258 đối tượng có liên quan đến ma túy, đã khởi tố 106 vụ với 154 bị can, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 162 đối tượng, phát hiện 82 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tiếp nhận 15 vụ có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng tiêu cực, phát hiện 112 trường hợp vi phạm có liên quan về môi trường. Tình hình cháy nổ, an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm ổn định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu tuyên dương những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh trong năm qua, đồng thời nhận định trong thời gian tới, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh sẽ phát triển mạnh, làm phát sinh các tình huống xã hội phức tạp. Vì vậy, ngành công an cần chủ động nắm tình hình, tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa và có các giải pháp đấu tranh triệt phá, xử lý và kéo giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cờ bạc, xâm hại trẻ em, các tội phạm có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, không để hình thành các băng nhóm tội phạm gây bức xúc trong nhân dân, không bỏ lọt tội phạm và không để oan sai, và vận động toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giúp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này có nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và các danh hiệu thi đua khác của Bộ Công an.